Xin chào các bạn đã đến với channel của tôi ngày hôm nay, nơi mà các bạn thường xuyên nhận được các kiến thức bổ ích, những cơ hội đầu tư và nhiều thông tin liên quan đến thị trường bất động sản. Và như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Khi đi đầu tư bất động sản, để chiến thắng trong cái thị trường này thì chúng ta phải trả lời một số câu hỏi quan trọng nhất trước khi chúng ta xuống tiền đầu tư các bạn. Thứ nhất, chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái thị trường khu vực chúng ta định đầu tư, làm rõ các số liệu, tình hình diễn biến tại cái thị trường đó. Sau đó, thiết lập cái mục tiêu đầu tư là gì. Mục tiêu ở đây, chúng ta quy về các con số cho dễ hình dung các bạn. Chúng ta xác định số tiền chúng ta sẽ đầu tư. Số tiền ở đây là của mình có hay là số tiền chúng ta huy động từ người thân, bạn bè và có thể chịu được lãi suất như thế nào các bạn. Chúng ta phải làm rõ ràng cái số tiền chúng ta đầu tư, vì bất động sản là một cái số tiền tương đối lớn. Chỉ cần một cái sai lầm nhỏ thôi, chúng ta cũng có thể mất hàng vài trăm triệu. Một sai lầm bình thường thì chúng ta cũng có thể mất hàng tỷ rồi các bạn. Do đó, chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ và nắm được rất rõ cái khu vực đó trước khi chúng ta đầu tư các bạn. Thứ hai là số tiền đầu tư có thể phân bổ theo thời gian là như thế nào. Chúng ta đầu tư theo trường phái lướt sóng ngắn hạn trong 3 tháng, 6 tháng hay dưới 1 năm, hay là theo trường phái đầu tư trung hạn từ 1 năm đến 3 năm, hay là theo trường phái đầu tư dài hạn trên 3 năm các bạn. Thứ ba nữa là chúng ta đầu tư theo trường phái dòng tiền hay trường phái lãi vốn. Dòng tiền tức là chúng ta giữ cái tài sản lâu dài, khai thác giá trị của tài sản đó. Ví dụ như là chúng ta xây nhà cho thuê, hay là làm mặt bằng kinh doanh rồi cho người khác thuê, hay là chúng ta tự kinh doanh trên chính cái tài sản đó để lấy dòng tiền hàng tháng, hàng quý. Một ví dụ khác là chúng ta theo trường phái lãi vốn ấy, như là chúng ta đi mua bất động sản, khi có lợi nhuận thì bán đi để thu về cái lãi vốn, thì chúng ta phải quy về cái mục tiêu cụ thể các bạn. Có một số nhà đầu tư bất động sản họ quen đầu tư rồi thì họ sẽ thiết lập cho mình một cái hệ thống mục tiêu của họ. Ví dụ như là họ yêu cầu phải có sổ hồng, sổ đỏ, pháp lý phải rõ ràng. Hay là một số nhà đầu tư lại yêu cầu là phải có cái dòng tiền là 7% một năm bằng với cái lãi suất ngân hàng. Còn lãi vốn thì không quá quan trọng. Có một số nhà đầu tư họ lại không quá quan trọng về dòng tiền mà họ lại quan trọng về lãi vốn các bạn. Họ yêu cầu cái lãi vốn phải trên 20% một năm. Cá biệt có những nhà đầu tư yêu cầu 40%, 50% một năm, thậm chí 100% một năm, bởi vì có thể là vốn của họ phải đi vay trả lãi suất ngân hàng lên đến 15% một năm, nên họ phải đạt được cái lợi nhuận từ 50 đến 100% một năm thì họ mới làm. Thì đó là rất nhiều những cái mục tiêu mà chúng ta phải đặt ra. Sau khi chúng ta có một loạt các mục tiêu rồi ấy, thì chúng ta phải xem lại cái kinh nghiệm, cái nền tảng của mình ở đâu. Ví dụ có một số nhà đầu tư thì đầu tư ở khắp các tỉnh thành, nhưng cuối cùng nơi mà họ đầu tư thành công nhất ấy, thì đôi khi lại chính là gần nhà của họ hoặc là ở quê của họ, bởi vì những cái nơi này họ dễ nắm bắt được những cái thông tin, còn những cái vùng khác ấy, thì xa nên họ không thường xuyên nắm bắt được cái thông tin nơi đó các bạn. Tóm lại, để đầu tư bất động sản ấy, thì chúng ta phải trả lời được một số câu hỏi quan trọng nhất. Thứ nhất, chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái thị trường chúng ta định đầu tư, lựa chọn đúng thị trường, đúng loại sản phẩm mình đầu tư, cụ thể hóa bằng con số. Có rất nhiều các sản phẩm hay là vị trí địa lý để chúng ta làm, nhưng ở đâu chúng ta cũng phải là đầu tư chất xám, đầu tư thời gian, kiến thức trước khi chúng ta xuống tiền các bạn. Thứ hai là chúng ta phân bổ tiền đầu tư theo thời gian như thế nào cho hợp lý, cho đúng với lại chiến lược đầu tư của chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải tự mình thiết lập được các mục tiêu và tìm các cơ hội đầu tư hợp với lại cái mục tiêu của mình, đúng với lại sản phẩm, với thế mạnh của mình, cái phong cách đầu tư của mình các bạn. Tôi vừa chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi quan trọng nhất trước khi chúng ta đi đầu tư bất động sản. Hy vọng với những cái hiểu biết của tôi sẽ giúp cho các bạn có được những cái gợi ý trước khi chúng ta đi đầu tư bất động sản các bạn. Đơn thẳng đúng không?
Thế bây giờ chú thì bây giờ mình đi vòng lại. Đâm ở đây xem. Tôi quay ra đây là vòng về ánh sáng. Xéo qua cái biển Tràm. Xéo qua cái biển Tràm, anh ấy nhìn như thế nào đấy, nó sẽ ăn mất một cái góc biển Tràm, góc biển Tràm bên trên đấy. Còn bên dưới thì nó là cái vườn gì đấy, đúng không? Là cái vườn không, cái vườn Tràm kia. Đường này là đẹp luôn đấy anh. Tại vì là theo nghĩ là sau này nó mở thì nó giảm tải cho cái đường Trần Phú, giảm tải lượng lưu thông lại đấy. Đi chúng quay lại. Khi đi đầu tư bất động sản, một vấn đề quan trọng trong phong thủy mà chúng ta cần quan tâm để bất động sản của chúng ta ở thì vượng phát tiền tài, bán thì nhanh lẹ giá cao, đó chính là cái thế đất, hình dạng của thế đất và hình dạng của đất nó ảnh hưởng rất lớn tới phong thủy nhà ở. Nếu thế đất tốt sẽ hút được nhiều sinh khí, tài lộc cho dù là hướng nhà không hợp mệnh và ngược lại. Trong phong thủy nhà ở, địa thế mảnh đất là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến cuộc sống thành bạn, hạnh phúc hay là bất hạnh của gia chủ các bạn. Nếu thế đất có hình dạng tốt, sẽ phát huy được nhiều cái tài lộc, sinh khí, mang đến sự hưng vượng cho cả gia đình. Ngược lại, cho dù là chọn mua đất, xây nhà, hợp với mệnh đông tứ trạch hay là tây tứ trạch mà địa thế xấu ấy, thì vẫn dễ gặp trắc trở và gặp rủi ro trong công việc và sự nghiệp các bạn. Chúng ta hãy đi tìm hiểu một số cái loại thế đất cơ bản các bạn. Thứ nhất, thế đất hình vuông hoặc hình chữ nhật.
thì những cái mảnh đất hình vuông vắn sẽ mang lại nhiều cái phú quý cho gia chủ hơn là bị khuyết góc hoặc là có hình dạng kỳ dị. Nếu chọn mua mảnh đất hình vuông hoặc hình chữ nhật ấy, thì gia chủ hoàn toàn yên tâm về phong thủy, dù cho là hướng nhà không hợp mệnh đi chăng nữa thì vẫn gặp nhiều điều cát lợi. Hình vuông hoặc hình chữ nhật là hai hình dáng biểu trưng cho đất, nơi nâng đỡ và nuôi sống vạn vật, do đó nó là thế đất lý tưởng cho mọi gia đình. Tuy nhiên, nếu là hình chữ nhật ấy, thì phải lưu ý về cái tỷ lệ dài rộng, nếu quá rộng hay là chặt ngang đều khiến các khí bị ảnh hưởng. Nhà vuông ước theo tỷ lệ 6 chia 4 sẽ giúp 4 bề, 8 bên đều vững vàng, âm dương cân bằng và là cái tỷ lệ vàng trong phong thủy các bạn. Thứ hai là thế đất hình tam giác, dù là nhà hay là thế đất nếu có hình tam giác tức là đã phạm hỏa hình sát, có nguồn năng lượng tiềm ẩn, chứa sát khí. Điều đó khiến cho gia chủ hay gặp điều không hay, thất bại dù cho mọi việc gần như đã đến với cái đích cuối cùng rồi. Do đó, gia chủ có thể là cắt phần vuông vắn để xây nhà, còn phần góc nhọn thì để làm tiểu cảnh, sân vườn. Trường hợp nhà quá hẹp thì cái góc cạnh đó có thể là làm nhà vệ sinh hoặc là nhà kho các bạn. Thứ ba là thế đất hình bình hành. Thì có hai trường hợp thế đất là hình bình hành. Thứ nhất là hình bình hành trước hẹp sau rộng. Thứ hai là hình bình hành trước rộng sau hẹp. Thì nhà hoặc là thế đất có dạng hình bình hành trước hẹp sau rộng hay là còn gọi là nở hậu thì khí sẽ tích tụ lại ở phía sau nhiều hơn, do đó tài vận sẽ động lại, kích thích việc làm ăn thuận lợi, mang nhiều đến cái vinh hoa phú quý. Hình bình hành mà có trước rộng sau hẹp hay người ta còn gọi là thóp hậu thì cái thế đất dạng này sẽ khiến cho khí bên trong dễ phát tán ra bên ngoài và không tụ lại được, nếu càng đi vào thì càng bị thu hẹp thì sẽ thấy là tù túng bức bối. Với những cái ngôi nhà mà xây dựng trên mảnh đất hình bình hành trước rộng sau hẹp thì chúng ta nên đặt phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ ở cái phần vuông vức phía trước, còn phần ngóc ngách làm nhà vệ sinh, kho hoặc là cầu thang ở phía sau các bạn. Thứ tư là thế đất khuyết góc. Nếu mà chúng ta sinh sống trên mảnh đất khuyết góc ấy, thì sẽ khiến cho gia đình thường xuyên xảy ra cái mâu thuẫn, những cái chuyện bất ổn. Nếu thế đất khuyết 1, 2 hoặc là 3 góc ấy, sẽ làm mất cân bằng âm dương trong phong thủy, ảnh hưởng sâu tới các thành viên trong gia đình. Cách hóa giải của gia chủ là có thể làm dàn hoa giấy, cây leo che kín hoặc là đặt chậu cây cảnh để che lấp những cái góc khuyết các bạn. Thứ năm là thế đất hình chữ L. Nếu chúng ta sinh sống trên mảnh đất hình chữ L ấy, thì được xem là không tốt vì khí khó lưu chuyển quanh các góc. Ngoài ra, điểm tiếp giáp giữa các bức tường hoặc là tường rào sinh ra các góc xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và hạnh phúc của gia chủ. Bên cạnh đó, thế đất hình chữ L được xem là hình lưỡi dao, dễ sinh họa sát thân bất ngờ. Cách hóa giải trong cái trường hợp này đơn giản nhất đó là làm từ bên ngoài, tức là làm cái bồn phun nước hoặc là trồng cây, đặt tượng hay là đặt một cái đèn chiếu lên mái tượng trưng và làm vuông lại cái hình chữ L. Còn đối với lại cách chữa từ bên trong ấy, thì gia chủ nên khéo léo bố trí những cái chậu cây cảnh để làm cân bằng sinh khí bên trong ngôi nhà, hoặc là cũng có thể bắt một cái ngọn đèn hoặc là treo một quả cầu thủy tinh ở giữa cửa trước để cân bằng khí trong nhà. Đặc biệt, gia chủ có thể là treo cây gương ở trên tường chiếu ra cửa ra vào các bạn. Tôi vừa chia sẻ với các bạn 5 cái thế đất phong thủy cơ bản và cách hóa giải. Hy vọng với những cái hiểu biết của tôi về phong thủy ở nhà ở, thế đất hình gì sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được cái mảnh đất, ngôi nhà phù hợp để sinh sống hay là đầu tư hợp với lại phong thủy các bạn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem cái video này. Bạn đừng quên bấm cái nút like. Và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để thường xuyên nhận được các kiến thức, thông tin và cơ hội đầu tư bất động sản mới nhất. Tạm biệt các bạn.